Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt BT210 này với cái phần mềm tính tiền TV để các bạn in cái hóa đơn bán hàng cho nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hoặc là quán ăn nha. Thì cái app này sử dụng miễn phí nha các bạn. Cái app này nó phù hợp cho những cái nhà hàng, quán ăn. Tại sao? Tại vì cái app này nó có bàn nè các bạn. Các bạn vào đây các bạn thiết lập bàn nè, phù hợp với cái quán của mình. Sau đó mình nhập cái bảng menu của quán mình vào đây. Đó, tại vì nó có bàn nữa, bảng giá menu của quán nên nó rất là phù hợp cho những cái quán ăn, nhà hàng hay là khách sạn. Rồi thì cái app này sử dụng miễn phí nha các bạn. Các bạn lên CH Play hoặc App Store, các bạn tải cái phần mềm nè, tính tiền TV nè các bạn. Cái tên ở đây ha, các bạn download về các bạn sử dụng nha. Rồi sau đó các bạn vào trong cái bàn này, các bạn thiết lập những cái bàn phù hợp với cái quán của mình. Sau đó các bạn nhập cái bảng giá trên cái quán của mình, cái tên và cái bảng giá của cái quán của mình ở cái menu á. Rồi cho nó phù hợp ha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Thì khi mà các bạn mua máy in về thì bao gồm một cái máy nè, một củ sạc nè, một cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì cái máy này là máy in nhiệt, các bạn không cần sử dụng mực nha. Các bạn mua về các bạn chỉ cần sạc đầy pin và in thôi. Thì sau khi mà các bạn mua máy về á, ở đằng sau cục pin là các bạn tháo cục pin ra nha. Ở đây á, mình có dán miếng dán để bảo vệ khi mà trong quá trình vận chuyển các bạn nó không có bị cháy nổ nha. Các bạn tháo cái miếng dán này ra. Rồi sau đó các bạn lắp lại để các bạn sử dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái khay giấy ra. Một tay ngón tay trỏ nè các bạn để ở trong cái khức nè các bạn. Rồi một ngón tay tay cái các bạn chịu lực lại rồi các bạn bật cái ngón tay trỏ lên nè là nó sẽ lên ha. Rồi trong đây có một tờ giấy in test nè, bên mình đã in test cái máy này sẵn rồi. Rồi bây giờ các bạn bỏ giấy vào nha. Đây các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Nếu mà các bạn bỏ ngược á thì in nó sẽ không ra mực nha. Rồi các bạn đóng lại, các bạn lấy hai tay các bạn đè nó xuống. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test nha. In test đó thì các bạn tắt máy nha. Cái máy này là đang mở nè, các bạn bấm tắt. Rồi bây giờ các bạn bấm hai nút cùng một lúc. Rồi nghe hai tiếng beep các bạn buông ra. Rồi đây là thông tin của máy nha. Máy sử dụng được cho USB, laptop hoặc là Bluetooth cho điện thoại nha các bạn. Rồi đây là pin nè, dung lượng pin nè. Còn ở đây là cái mã pin để ghép đôi với cái điện thoại Android 4.0. Đây là tên máy in. Đó. Sau khi mà các bạn đã cài cái phần mềm tính tiền TV vào rồi á, các bạn thiết lập bàn và cái menu vào trong cái phần mềm rồi á, bây giờ mình sẽ kết nối cái máy in này với cái phần mềm tính tiền TV để các bạn in cái hóa đơn nha. Rồi bây giờ mình vào cài đặt nè. Các bạn thiết lập cái tên quán của mình nè, cái địa chỉ nè, cái số điện thoại nè, cái lời cảm ơn nè, những cái thông tin này nó sẽ in ra trên cái phiếu bán hàng của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình chọn cái khổ giấy là khổ K57 nha. Ở đây các bạn có thể chỉnh được cái độ đậm nhạt của mực in nè. Rồi bây giờ các bạn chọn máy in Bluetooth nè, cái máy mình là máy in Bluetooth nha. Rồi các bạn mở máy in lên. Rồi các bạn chọn cái tên nè, MTB2 nè. Rồi sau đó các bạn lưu lại. Rồi bây giờ các bạn ra, các bạn bấm vào chỗ tính tiền nè. Rồi mình ví dụ ở đây là tất cả 4 bàn của mình là bàn trống nha các bạn. Cái màu xanh là bàn trống nha. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Mình ví dụ là khi khách vào bàn số 1, bạn sẽ cầm điện thoại bạn order. Khách gọi những cái món nào các bạn bấm vào dấu cộng nè. Các bạn chọn thêm 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn quay chữ ra. Đó, bàn số 1 gọi những cái món này nè. Đấy, cái số lượng nhân lên rồi đấy các bạn thấy không? Đó. Rồi, mình ví dụ khách vào bàn số 2. Gọi những món này. Rồi mình quay ra. Đó, với những cái món này nó nhân lên. Nếu mà khách gọi thêm á, thì các bạn có thể vào tính thêm. Đó, các bạn chọn thêm. Đó, nó sẽ nhân lên rồi các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình ra ha. Bây giờ mình ví dụ là khách đi về, khách gọi tính tiền thì mình cũng vào trong cái bàn này để mình in hóa đơn. Đây ha các bạn. Rồi mình bấm vào cái máy in nè, mình in hóa đơn.
Đó. Máy in sẽ chạy ra nè. Rồi, đồng thời đó các bạn trả về cái giấy dấu đô la nè. Sẽ trả về cái bàn trống nha, các bạn bấm vào cái chỗ dấu đô la nó sẽ trả về cái bàn trống màu xanh lại nè, thấy không? Rồi, ở bên này cũng vậy. Các bạn bấm vào chỗ này, các bạn bấm in. Đó. Trên hệ điều hành Android á thì máy in rất là nhanh nha, còn trên hệ điều hành iOS thì nó chỉ hơi chậm xíu thôi. Mình thấy tốc độ nó cũng khá nhanh đó các bạn, chứ nó không có chậm gì mấy đâu. Đó. Rồi, ok. Nè, để mình ra nè, mình không bấm vào cái dấu đô la thì nó sẽ không có trả về bàn trống nha, mình vô lại, mình bấm vào dấu đô la thì nó sẽ trả về cái bàn trống nha. Rồi, ok, những bạn nào mà muốn mua máy in này á, mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả nha. Các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada mua hàng để được giao hàng tận nhà luôn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.